Xin chào các anh chị nhá. Hôm nay bên em vừa về một con nồi chiên không dầu này. Con này thì là hàng đấu giá bên Nhật nguyên thùng vừa về nhá. Em vừa bóc cùi kiểm tra này. Hôm nay quay cho anh chị trực tiếp ở đây luôn. Con này thì có mức nhiệt độ 80 này, cao nhất là 200 độ C nhá anh chị nhá. Ở đây thì có hẹn giờ này từ 0 đến 30 phút nhá. Con này thì hàng đẹp cực kỳ luôn. Đó, cho anh chị xem luôn này. Con này màu trắng cực kỳ đẹp nhá. Bao quanh vòng luôn. Quay xung quanh cho anh chị xem này. Dây điện này chưa hề bóc ra nhá, hàng đẹp cực kỳ luôn. Đây, đầy đủ catalog này, một cái dưới này, phụ kiện đầy đủ nhá anh chị nhá. Catalog này còn chưa bóc luôn, hai quyển luôn. Hàng đẹp cực kỳ luôn nhá. Con này thì bên em nó bán với giá là 4 triệu rưỡi nhá. Đầy đủ phụ kiện nguyên thùng cho anh chị luôn. 4 triệu rưỡi còn nồi chiên không dầu này. Hàng cam kết đẹp nhá. Còn lỗi thì bên em sẽ đổi cho anh chị, bảo hành cho anh chị 1 tháng nhá. 4 triệu rưỡi nhá anh chị nhá. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình cho em. Con này đủ chọn bộ luôn, không thiếu một cái gì cả. Ừ, thùng này. Hai quyển, một quyển hướng dẫn sử dụng này, một quyển hướng dẫn anh chị nấu đồ ăn này. Đây một cái lớp dưới bên trong của nó này. Trong này. Đây, một ký luôn. Nhiều cái chưa bóc siêu ra anh chị nhá. Đây. Này chưa hề bóc này. Đằng sau cái lớp để dây điện chưa hề bóc nhá. Mấy cái này chưa hề bóc cái nào hết. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi anh chị nào quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình cho em nhá.